sinh tố Thăng Long đâu? Ông có lộn không vậy? Lộn gì? Người ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy đó. Làm gì có khăn xô nào lột được Thăng Long đâu chứ. Làm gì có cái xô, cái khăn nào mà lột được Thăng Long nữa? Có. Tại chú mày, chú em mày đi lộn chỗ rồi đó. Có cái chỗ làm mà, không biết thôi chứ. Không có. Tại nó có. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Không có, thôi bỏ. Ở vậy nè, hôm nay tôi ở nhà, nghe không? Thôi để tôi ở nhà, tôi coi nhà, coi cửa rồi để tôi chăm sóc vợ tôi. Không cần sự có mặt của chú. Chú có thể về nghỉ. Không sao đâu, tự nhiên, nghe. Ui da. Bị cái giò cái này quá. Đứng lên, đứng lên. Ủa, cũng mạnh ghê ta. Thôi về ha. Vậy mới vừa với chú mày. Vệ sĩ hả? Bạn đặt ra mày. Ui dồi. Thôi hồn tưởng ma. Tưởng ai quên. Ui dồi. Hèn chưa, hèn chưa. Này, chứng kiến hết rồi nhá. Hèn mọn. Hèn mọn thì có gì mà hèn mọn. Thôi nè, anh nói em nè. Bây giờ cho cậu ta nghỉ việc đi. Anh hứa với em, anh sẽ ở nhà. Anh từ bỏ cái nhóm mà đàn ông sau 5 giờ ở nhà không nhậu nhẹt. Đây là ở nhà bảo vệ chăm sóc lo lắng cho em. Anh sẽ làm vệ sĩ cho em. Cho dù nha, lực lượng hùng mạnh nhất của hành tinh này xuống đây nha. Để muốn lấy gì, coi cướp vợ anh đi, anh cũng đứng ra bảo vệ cho chết, bảo vệ nữa. Thật đấy. Thật chứ. Tin anh ấy, bán hết cả đất lẫn biệt thự đi nhá. Em thích thuê vệ sĩ đấy thì làm sao? Này anh cũng đừng gây khó dễ cho người ta quá. Buồn cười thật đấy. Không phải hội hội đàn ông 5 giờ anh không quan trọng tới nữa. Tóm lại em hỏi anh, bây giờ là anh tiếc tiền hay là anh tiếc cái mạng vợ anh? Không, anh làm vệ sĩ được mà, em nhìn đi. Sao? Cho ý kiến thì cho ý kiến thì sao? Nhìn xong rồi à? Là ý gì? Tôi khinh. Ý trời. Khinh. Khinh là coi thường đúng không? À được rồi. Khinh là coi thường mình, coi mình không có ra gì. Coi mình giống như là thôi được rồi. Mình phải dở cái chiêu cuối cùng mới được. Hãy đợi đó. Hãy đợi đó chứ hãy đợi đấy thôi nha. Ôi trời, nóng thế. Đi tắm thôi. Nè, giờ tôi có công việc, tôi phải đi ra ngoài. Cậu rảnh á, cậu chạy lên phòng tôi á, phòng ngủ á, lấy mớ tài liệu tôi để đó. Lát nhân viên tôi ghé, cậu đưa giùm nghe chưa?